Con ơi con, con đậu ở kia. Lúc đó con đang nằm bẹp giường luôn, sao con mới nhảy cẫng lên. Con nhảy ra khỏi giường đúng nghĩa đen luôn. Con kiểu thật á hả? Đó là ba cho con xem. Thế là con với ba con phải gọi điện cho mẹ con. Thế là mẹ con kêu là không tin thì thử vào photo của mình đi. Thế là con mới vào. Thế con với ba con cũng kiểu woo. Hello, xin chào, thầy Tony đây. Thầy Tony vừa mới có một cơ hội trò chuyện cùng với Châu Anh, một học sinh của College Campus vừa mới đậu vào trường Carnegie Mellon. Carnegie Mellon là đại học số 1 ở thị trường Mỹ về Data Science, Computer Science, trí tuệ nhân tạo, Machine Learning. Bạn có biết không? Họ cũng rất là nổi tiếng về các môn Humanities. Các bạn hãy xem tiếp để nghe về câu chuyện và cảm xúc của Châu Anh khi nộp đơn và được nhận vào trường Carnegie Mellon nhé. Châu Anh. Thì trước tiên thì cảm ơn Châu Anh dành thời gian hôm nay với College Campus và với thầy Tony để chia sẻ kinh nghiệm của Châu Anh. Dạ, con cũng cảm ơn thầy vì đã mời con đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của chúng mình. Trước khi mình bắt đầu thì thầy xin gửi cho con một quà nhỏ. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Andy Weir, Patrick Hail Mary. Con có biết sách này không? Con chưa nghe qua. Chưa nghe qua, ok. Con sẽ thử đọc. Thì thật ra đây là một cuốn sách thú vị nhất trong một năm qua thầy đã đọc được. Project Hail Mary là từ tác giả Andy Weir là đã từng viết cuốn sách The Martian. Và cái này là một câu chuyện đi lên không gian và dùng đầu óc để giải quyết rất nhiều vấn đề để cứu không chỉ là trái đất, Earth, một planet khác luôn. Và thầy đã từng được một cựu học sinh khác của College Campus chia sẻ cái cuốn sách này. Thủy Linh cũng học về Computer Science, tốt nghiệp từ SSIS luôn mấy năm trước. Thì vừa mới tốt nghiệp xong và đang làm ở Caltech. Thì hôm kia thì phỏng vấn Thủy Linh thì Thủy Linh đề nghị cái cuốn sách này. Thầy đã nghe qua cái audiobook của cuốn sách này cùng với hai đứa con của thầy hai lần rồi. Wow. Và tất cả mọi người đều thấy là oh wow, this is the best book ever. Thì thầy xin chia sẻ lại với con. Dạ, con thích đọc sách lắm nên món sách như này con rất là quý, cảm ơn thầy nhiều. Okay. Dạ. Tony thì rất là hãnh diện có một cơ hội hôm nay để gặp lại Châu Anh sau một năm rất là vất vả, đau khổ nhưng cuối cùng thì cũng rất là thành công. Trước tiên thì có thể nhờ Châu Anh chia sẻ về bản thân mình một chút được không? Dạ, con cảm ơn thầy vì đã mời con đến buổi hôm nay ạ. Dạ, thì con xin giới thiệu với mọi người là con tên là Châu Anh, học sinh lớp 12 ở trường SSIS và sắp tới thì con sẽ theo học ở Carnegie Mellon ngành Stats and Data Science. Stats and Data Science, love it! Thì từ ban đầu, Tony rất khoái và tất cả các cố vấn của College Campus rất vui khi được làm việc với con và gia đình của con. Nữ làm ở trong ngành STEM và đặc biệt là Computer Science, Data Science còn là khá hiếm. Và khi nào thầy gặp một bạn không chỉ là muốn học về cái đó mà đã làm rất nhiều và cực kỳ xuất sắc về cái đó thì thầy rất là hãnh diện là khi gặp con và có cái cơ hội đó. Thì trước tiên thì có thể làm một vài câu hỏi warm up được không? Dạ được ạ. Okay. Nếu con là một loài động vật, đó sẽ là con gì? Dạ, nếu mà là một con vật thì con nghĩ là sẽ là một con cún. Tại vì tên ở nhà của con từ lúc mà mẹ con mới mang bầu con 3-4 tháng thì đã gọi là cún ơi rồi. Tại vì mẹ mong con là sau này để ra sẽ cởi mở, hoạt bát với lại lanh lợi như một con cún. Thế nên đó lý do mẹ con đặt. Và khi mà con lớn lên thì cũng bởi vì cái tên ở nhà của mình. Thế là con rất là thích chơi với chó rồi xem clip về chó, thấy nó thông minh và nó cũng lanh lợi như thế nào. Và con nghĩ một trong những lý do đó nên con cũng có một cái phải gọi là gì nhỉ, duyên với lại một cái trường con mascot cũng là một con chó. Một con chó luôn. Hay con hay khoe với mọi người là mày biết gì không, trường tao có mascot là con chó này. Tao nói với mẹ tao là nếu mà tao đến trường thì cái đầu tiên tao sẽ chụp là tượng tao và một con chó. Tuyệt vời. Dạ vâng. Con nghĩ sao về ChatGPT? Con nghĩ là ChatGPT thì nó rất là linh động. Hôm qua con cũng có thử xài với bạn con, vừa nhắn mấy câu nghiêm túc, vừa nhắn những câu vô vấn. Cheating in school or what did you use it for? Như kiểu
Tại vì hôm qua con chạy sự kiện với bạn, thế là lúc break thế mọi người kiểu là ê, tao vừa mua được app ChatGPT này, mày xài thử không? Thế tụi con mới xài thử. Thì con thấy là nó rất là linh động, kiểu mình vừa hỏi những câu nghiêm túc như là đây là một cái coding question nè, ChatGPT làm thử đi. Hay là những câu như kiểu làm thế nào để có bồ. Những câu như vậy. Và con rất là ngạc nhiên là kiểu ChatGPT nó trả lời rất là natural language á. Và con thấy là công nghệ thời nay thì nó kiểu nó phát triển, và con cũng cảm thấy một phần không có unexpected lắm. Tại vì như kiểu mình thấy là AI art này, hay là mấy cái ứng dụng có thể tự viết thơ, nhạc, thì bây giờ công nghệ nó phát triển sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Và cái việc mà quan trọng là mình làm thế nào để kiểm soát được cái ethical concern với những phần công nghệ. Ví dụ như con thấy rất là ấn tượng là giả sử như là mình viết những cái câu mà racist hay là sexist đi, thì có thấy New York Times người ta có experiment thử, thì cái trang ChatGPT đó nó cũng bảo là à, ta là AI và ta sẽ không trả lời những cái câu hỏi nhạy cảm đó. Thì hy vọng là cái người sử dụng cái công nghệ đó hoặc là thiết kế cái công nghệ đó cũng theo cái ethics để giữ cái đó. Thực ra nó cũng làm cho thầy nhớ đến cái bài essay của con với bà ngoại hả? Dạ đúng rồi. Bà ngoại của con. Thì công nghệ không chỉ là một cái công cụ để mình làm để làm công việc cho nó hiệu quả hơn, mà làm sao mình có cái connection, cái cảm giác với người khác tốt hơn. Con có thể chia sẻ một thêm một chút về cái đó nếu không quá tế nhị. Không sao. Thì trong bài của con thì con viết về chuyện là bà của con thì bị bệnh về ung thư. Bà xa nhà nên là bà cũng nhớ quê và bà buồn. Thì mặc dù đã thử nhiều cách rồi nhưng con thấy là bà không có bớt buồn được. Vô tình thì con dùng Facebook và cho bà xem những hình ảnh quê hương, cánh đồng của quê bà là ở Thái Bình. Thì sau khoảng thời gian mà bà thử xài thì con thấy là bà đã kiểu vực dậy sức sống, cảm thấy kiểu kết nối hơn với không chỉ ở quê nhà mà kết nối hơn với cả bạn bè cấp 3 hay là mọi người xung quanh. Và mặc dù từ cái việc mà Facebook kết nối mọi người với nhau là một cái chuyện rất là đơn giản, ai cũng biết, nhưng mà con cảm thấy được cái sự tác động của nó, nhất là đối với những người mà ở trong bộ phận bị tách biệt khỏi xã hội ấy, kiểu tác động của nó rất là tuyệt vời. Thế nên là con từ cái câu chuyện nhỏ đơn giản đó thôi, con nói lên mong muốn là sau này con cũng muốn học công nghệ hay phát triển công nghệ mà để có thể kết nối mọi người lại với nhau, nhất là những người mà bị disconnected khỏi xã hội, để dùng công nghệ để connect mọi người lại. Thầy còn nhớ khi đọc cái bài essay đó đó, rất là cảm động. Từ cái draft đầu tiên, nhưng mà chắc là sau mười mấy draft mới hoàn thành phải không? Con nghĩ là những cái trang docs đó của con 50 trang. Nhưng mà rất nhiều phụ huynh không tin là khi mình viết mấy cái bài essay, thực ra mình phải làm rất nhiều draft thì mới lựa chọn đúng cái câu chuyện, cơ cấu cho nó một cách hiệu quả. Và cách kể chuyện, cái cách kể chuyện rất là kết nối là đúng rồi. Thì con là một đầu ra chứng tỏ được là phải làm rất nhiều lần. Nếu con gặp lại bản thân con lúc con mới 15 tuổi thôi, thì con sẽ có một lời khuyên để chia sẻ với bản thân con gì? Hồi con mới 15 tuổi là chắc con học lớp 9, lớp 10. Có nghĩa là giống như bao mẹ bè khác thì con gặp rất là nhiều hoài nghi về bản thân. Cũng kiểu nghĩ là mình đã từng tưởng là mình hiểu bản thân, nhưng mà hóa ra là mình có nhiều thứ mình chưa hiểu. Thì con nếu mà gặp lại thì con sẽ khuyên là cứ dành thời gian kiểu khám phá mọi thứ xung quanh mình, dành thời gian trải nghiệm về cuộc sống, nói chuyện với lại nhiều người. Và đương nhiên sẽ là trust the process, cứ cố gắng từng ngày một, thì càng ngày về sau thì mình sẽ phát triển hơn và mình sẽ hiểu được là mình muốn gì, mình thích gì. Như vậy. Nhưng mà nếu thầy nhìn lại cái profile của con, từ không chỉ là con đang học cái gì trong trường và nhưng mà tất cả các hoạt động ngoại khóa của con luôn, thì thực ra con đã làm rất nhiều từ lúc 14, 15 tuổi trở đi, phải không? Con có thể kể cái câu chuyện làm sao con lựa chọn ngành về STEM và đặc biệt là Computer Science và bây giờ Data Science? Có nghĩa là một trong những lý do tại sao con chọn Computer Science hoặc là Data Science là tại con với gia đình con sống thực tế. Thì bên cạnh cái việc mà công việc ổn định, lương hấp dẫn, thì bản thân con cảm thấy là mình cũng có năng lực
học coding cũng có năng lực kiểu problem solving để giải quyết những cái bài toán khó hay bài toán căn bản nào đó. Thế nên là con muốn thử kiểu đầu tư xem là học computer science như thế nào. Và càng ngày càng học thì con cảm thấy là computer science hay là AI nó không chỉ là mỗi toán, logic mà nó còn có thể kết hợp với nhiều cái mảng học thuật khác nhau. Ví dụ như là có thể kết hợp với âm nhạc để tự động tìm hoặc sắp xếp những Spotify playlist này, hay là làm AI project về humanities. Càng làm như vậy con mới thấy là wow, computer science nó có thể kết nối với lại rất nhiều ngành nghề khác nhau. Và bởi vì những lý do thực tế và cả việc con là một người thích trải nghiệm, thích explore, nên con cảm thấy computer science với data science là một ngành nghề phù hợp. Dạ. Tuyệt vời. Ok. Trong hành trình làm việc với College Campus, con cảm thấy như thế nào? Con nghĩ là kỷ niệm khi mà làm việc với College Campus là được nghe lời khuyên từ nhiều người, từ nhiều góc nhìn khác nhau. Ở College Campus, con nghĩ là nó hơi khác với lại những cái trung tâm khác là có gọi là Senior Lead Counselors, là sẽ có những cố vấn cấp cao để khi mà mình ra soát về lúc cuối cùng thì họ sẽ làm việc với mình. Thì mình không chỉ làm việc với lại mỗi counselor cá nhân của mình, của con là cô Châu Bùi, mà con còn làm việc với cả thầy Tony rồi thầy McGarvey để hoàn thiện hồ sơ của mình. Và con cảm thấy là từ cái trải nghiệm của mỗi người rồi từ góc nhìn của mỗi người mà con càng ngày càng hoàn thiện với lại chỉnh sửa hồ sơ của mình sao cho nó hợp lý nhất. Yeah, cảm ơn con đã chia sẻ như vậy. Thực ra từ ban đầu là khi thầy và thầy Don thành lập cái chương trình College Campus là mình muốn nó không có phụ thuộc quá nhiều vào cho một nhân vật thôi, mà làm sao mình xây lên một cái team, một cái đội ngũ giàu kinh nghiệm và nhiều cái quan điểm khác nhau để cho nó đa dạng, để giúp học sinh của mình từ nhiều cách. Cảm xúc của Châu Anh khi nhận được cái offer từ trường Carnegie Mellon là như thế nào? Con đang ngồi với ai? Đang làm cái gì? Thì nói thật với mọi người, đó là một câu chuyện khá là buồn cười. Con nghĩ là lúc đó là kiểu khoảng mùng 5, mùng 6 Tết, khi mà chuẩn bị đi học lại. Thì con vừa từ Bắc bay vào đây nên con bị viêm amidan. Con cũng đang nằm sốt liệt giường. Ba con đang chăm sóc con thì tự dưng mẹ con lại nhắn với ba con kêu là trời ơi, con cuốn nó đậu Carnegie một lần rồi. Thế ba con mới chạy vào phòng mới bảo là con ơi, con đậu rồi kìa. Thế lúc đó con đang nằm bẹp giường luôn, sao con mới nhảy cẫng lên. Con nhảy ra khỏi giường đúng nghĩa đen luôn. Con kiểu thật đấy hả? Đó là bà cho con xem. Thế là con với ba con phải gọi điện cho mẹ con. Thế là mẹ con kêu là không tin thì thử vào photo của mình đi. Thế là con với ba, thế con với ba con cũng kiểu hay như nó khá là buồn cười. Con nghĩ là không ai chưa có bạn, tại vì con không có nghĩ là kết quả nó ra sớm như vậy. Con cứ tưởng kết quả ra kiểu đầu tháng 2 mà không ngờ nó ra cuối tháng 1. Nên là tâm thế chưa chuẩn bị lắm, nhưng mà cũng bất ngờ nên cũng vui ạ. Thực ra nhiều người trong ngành công nghệ thông tin thì sẽ biết về Carnegie Mellon vì đại học đó rất là nổi tiếng. Nhưng nếu mình không làm trong ngành đó thì có khá nhiều người chưa hiểu biết về đại học đó. Thì có thể nhờ con chia sẻ một chút về Carnegie Mellon được không? Dạ thì Carnegie Mellon là một trường ở bang Pennsylvania. Cũng đúng như thầy Tony nói thì trường nổi bật với chương trình computer science, những lĩnh vực liên quan hơn. Thế nhưng mà khi mà con đọc kỹ về trường thì con cảm thấy là trường muốn promote học sinh có nhiều mảng interest khác nhau hơn. Ví dụ như trường bảo là mặc dù mày thích computer science nhưng mà bạn cũng có thể theo nghệ thuật, theo theater, theo humanities chẳng hạn. Và con thấy nội mỗi cái motto là put your heart in the work, là kiểu mình phải dedicate với lại công việc của mình, với lại sản phẩm của mình, là con đã thấy kiểu connected với trường một chút, đã hứng thú với trường một chút. Giống như cái câu kiểu love is in the eyes of the beholder, thì mình làm hồ sơ một hồi mình cũng yêu mến trường. Dạ, thì nói chung là khi mà con được nhận thì con cũng rất là vui. Thì cái ngành của con là Stats and Data Science thì nó thuộc Dietrich School of Humanities and Social Sciences, chứ không phải là School of Computer Science. Nhưng mà bản thân con thấy là mình hợp lý, mình phù hợp hơn với lại trường xã hội nhân văn, tại vì ở đó có chương trình Liberal Arts,
chương trình của trường Humanities thì sẽ cho mình những cái kiến thức của xã hội, của ethics vân vân, thì con cảm thấy mình sẽ phù hợp hơn là một cái trường quá chuyên sâu về tech như là School of Computer Science. Yeah, thật ra khi con chia sẻ như vậy với thầy thì thầy cũng ngạc nhiên một chút đó. Yeah. Tại vì theo thầy biết thì Carnegie Mellon là coi như là số 1 về AI và Machine Learning rồi, phải không? Yeah, nhưng mà không ngờ là cái chương trình về Humanities của họ cũng là một cái thế mạnh của họ luôn. Yeah, đúng rồi. Yeah. Châu Anh đặt mục tiêu để vào đại học từ lúc nào? Con nghĩ là kiểu con là người khá là lo xa, mình vừa vào một cấp mà mình đã suy nghĩ được luôn, mình đã bắt đầu suy nghĩ luôn là mình nên chuẩn bị như thế nào cho cấp của mình á. Nên con vừa vào lớp 10 cái là con cũng đã suy nghĩ là sau này mình sẽ học đại học gì, nên chuẩn bị ra sao. Thì lớp 10 thì con đã bắt đầu hình dung ra cái loại trường chưa? Hay chỉ là biết chung chung là muốn lên đại học thôi? Con nghĩ là sau khi xác định ngành là tầm học kỳ 1 lớp 10 là con cũng biết luôn là con muốn học trường như thế nào. Là con muốn học trường mà kiểu vừa giỏi cả lĩnh vực của mình là computer science, vừa giỏi cả humanities. Nó kiểu trường mà promote interdisciplinary learning. Đó là một trong những cái tiêu chí nổi bật nhất mà con muốn lựa chọn. Ngoài ra thì con cũng thích trường nào mà hoạt động học sinh, giúp đỡ cộng đồng, vân vân. Dạ, thế nên là con cũng có suy nghĩ trong đầu đó là những tiêu chí mà con muốn chọn. Trong cái giai đoạn mùa hè năm ngoái đi, trước khi mình bắt đầu làm essay với gì, thì cái thách thức lớn nhất cái giai đoạn ban đầu đó của con là nằm ở đâu? Dạ, con nghĩ là suy nghĩ ý tưởng cho personal statement. Con nghĩ không phải riêng con mà bạn nào cũng gặp khó khăn như vậy. Dạ. Tại vì em có một suy nghĩ trong đầu như kiểu là chết rồi, thôi cuộc mình nó đơn giản quá, không có chuyện gì dramatic để kể. Lúc đó con cũng gặp cái mentality như vậy. Nhưng mà qua trao đổi thường xuyên với lại cô Châu thì con cũng đã dần dần narrow down những cái ý tưởng mà con có thể play around with. Yeah. Và cuối cùng thì con kết thúc với câu chuyện của bà con. Câu chuyện mà nghe thì nó rất là bình thường, rất là bình dị. Kiểu mình nhờ bà theo Facebook, bà vui vẻ hơn và mình cũng muốn thay đổi công nghệ. Yeah. Nghe thì cực kỳ đơn giản. Dạ, đúng. Nhưng mà cách con viết thì là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn thầy khen. Tại vì câu chuyện của con nó không có quá nặng về nội dung, nên con muốn truyền tải kiểu cảm xúc cá nhân của mình hơn và cảm xúc của bà nhiều hơn. Thì con cố gắng đi sâu vào nội tâm, cũng phải dành khá là nhiều thời gian để suy nghĩ là mình cảm thấy như thế nào đối với những việc này. Mình sẽ dùng những câu từ như thế nào, xây dựng cấu trúc nội dung câu chuyện ra sao để truyền tải được đúng cảm xúc của mình một cách authentic nhất có thể. Ok. Còn sau hoàn thành cái essay thì con có gặp thách thức gì thêm không? Thầy chỉ nhớ là cái tinh thần hoặc là sự căng thẳng có một vài hôm thì cũng tăng lên khá nhiều. Thì con nghĩ là cũng như bao gia đình khác thì nhà nào cũng căng thẳng trong quá trình apply hồ sơ. Nhưng mà con tin là nếu mà quản lý thời gian với lại quản lý công việc tốt thì cũng không gặp nhiều vấn đề sau đó. Tại vì khi mà mình đã research kỹ về từng trường, mình biết những tiêu chí nào mà trường cần tìm, mình biết sao cho phù hợp là con nghĩ cũng ổn. Ví dụ như là Carnegie Mellon thì con phải tìm kỹ, con cũng biết là những giá trị mà trường đề cao sẽ là creativity, tính sáng tạo, effort đổ vào, hay là kiểu leadership chẳng hạn. Thì con cũng cố tìm những câu chuyện nào mà fit với lại những ý tưởng đó để con viết thành supplemental essay. Bố mẹ và cố vấn đã đồng hành cùng với con như thế nào? Dạ, thì con nghĩ là mỗi người cũng có một vai trò riêng, nhưng mà tất cả cái sự cố gắng của mọi người đều, con nghĩ là đều góp phần vào thành công của con cho bây giờ. Đơn cử như là về cố vấn thì các cô với các thầy cũng giúp đỡ con rất là nhiều về mặt suy nghĩ, ý tưởng, rồi sau khi con viết bài thì sửa đi sửa lại, đưa ra feedback về mạch câu chuyện, về viết như thế nào cho nó hợp lý hơn, cho nó hay hơn. Khi mà con lo lắng như bao bạn khác thì thầy cô cũng an ủi con. Dạ. Nên con cảm thấy là kiểu mình được supported bởi các thầy cô cố vấn ở College Compass. Yeah. Còn bố mẹ con thì mặc dù không có tham gia trực tiếp vào cái việc mà lên ý tưởng, nhưng cũng lo lắng lo lắng nhắc nhở con về tiến độ công việc. Nhưng mà đồng thời thì khi con hỏi những chi tiết
tài chính chi tiết về bà chẳng hạn mà có thể con không có nhớ rõ, thì mẹ con sẽ kể được rõ hơn, sẽ kể được nhiều cảm xúc hơn. Nói thật thì cái personal statement của con nó cũng có những cảm xúc cá nhân của mẹ con nữa. Dạ, và ba mẹ con cũng thay phiên nhau cũng nấu cơm mùi vỗ cho các tinh thần học bài. Dạ, cô Châu thì là cố vấn cá nhân của con College Compass, và thầy Tony, thầy McGarvey với thầy Don là cố vấn cấp cao. Thì cô Châu sẽ giúp tạo cái nền tảng, là giúp mình giúp có cái nhìn tổng quan về hồ sơ, rồi đi qua từng chi tiết như là chọn trường thì sẽ chọn trường như thế nào, lấy ý tưởng ra sao, sửa luận ra sao. Thì như nãy con cũng nói là con với cô Châu cũng đi qua 50 trang Docs, Google Docs của cái bài luận chính, rồi cũng đi qua từng cái supplemental essay một. Khi nào mà con cần thì cô Châu cũng luôn giúp đỡ và đồng hành cùng con. Còn riêng đối với lại những giáo viên cố vấn cấp cao như là thầy Tony thì thầy sẽ chốt qua lại ý tưởng cuối cùng. Nhưng mà con nghĩ ý tưởng cuối cùng này nó cũng rất là quan trọng để kiểu mình quality check và mình phát hiện ra là có những thứ gì mà mình cần phải đẩy mạnh hơn, cần phải phát triển hơn trong cái bộ hồ sơ của mình. Còn thầy Don thì thầy sẽ nghiêng về phần phỏng vấn với resume nhiều hơn. Và thầy cũng cho con những cái insight rất là thú vị khi quá trình làm. Châu Anh nghĩ là có yếu tố gì làm cho profile của con nổi bật lên để được Carnegie Mellon nhận? Một trong những yếu tố quan trọng mà khiến cho bộ hồ sơ của con tốt là mình có một cái narrative, là một cái kiểu cách mà mình muốn giới thiệu bản thân cho hội đồng tuyển sinh, cho mọi người như thế nào. Ví dụ như là con thì con sẽ bảo là con là một người thích experiment, thích khám phá, và con muốn học, con muốn kết hợp những lĩnh vực của computer science và humanities. Và điều đó có thể được kể từ điểm số GPA con trên trường, từ các hoạt động ngoại khóa và cả những bài luận cá nhân của con, khiến cho bộ hồ sơ của con nó tổng thể là nó kết nối lại với nhau, và khiến cho mọi người đọc từ đầu tới cuối là đều hiểu được là mình có thể tưởng tượng được bạn này là bạn như thế nào. Ví dụ như hoạt động ngoại khóa của con thì bên cạnh việc con internship ở Coder School hay là làm trại hè coding, tham gia những câu lạc bộ về coding, thì con còn cũng đi MUN, cũng đi làm văn hóa và những thứ khác. Con là một người quá là khiêm tốn. Thực ra ngoài cái việc con học giỏi trong trường, thực ra đối với thầy nha, khi đánh giá về cái profile của con thì thấy là con là một người cực kỳ willing để đầu tư thời gian, để không chỉ là thử làm thành viên nhiều cái hoạt động ngoại khóa mà đầu tư cái thời gian để đi chuyên sâu. Và cái đó là rất quan trọng đối với học sinh nói chung, và đối với đặc biệt là đối với học sinh quốc tế mà muốn nộp đơn vào các cái trường đại học Mỹ, thì cái hoạt động ngoại khóa là một cái rất là quan trọng. Nhưng mà không chỉ là tham gia với cái cách làm thành viên là chưa đủ, cái đó chỉ là surface level thôi. Thì cái cách mà mình chứng tỏ được cái mức độ sâu, the depth of your commitment and how curious you are, thì bắt buộc phải là mất thời gian qua bao nhiêu năm, chứ không chỉ là bao nhiêu tháng mà mình tham gia cái gì đó. Và con đã làm rất nhiều qua cái, không chỉ là cái Coder School Internship mà cái mấy cái dự án riêng của con và mấy cái câu lạc bộ khác liên quan đến coding, computer science, công nghệ thông tin rồi. Nhưng mà cộng thêm với cái vị trí leadership của Yasmin Model UN, con đã từng coi như thể hiện lên là có mấy cái kỹ năng về lãnh đạo luôn. Thì thật ra có kỹ năng cứng này và kỹ năng mềm kia khá là hiếm. Thì cái đó đầu tư không chỉ là năm cuối mà con bắt đầu sớm, và dần dần xây lên một cái portfolio về kinh nghiệm, và mỗi năm thì nó càng mạnh lên. Và thì đối với thầy đó thì cái đó là nhiều học sinh thì đợi tới năm lớp 11 mới bắt đầu lo, oh wow, I don't have enough extracurriculars. Thì nhưng mà con planning rất là sớm. Và cái đó giúp rất nhiều về cái hành trình của con. Con nghĩ con cũng là một người hay thích lên kế hoạch sớm, nên từ bây giờ con đã lo lắng là thôi, bây giờ mình vào đại học mình nên học gì, giờ mình nên sắp xếp từng môn mỗi năm ra sao. Xin interview làm thực tập cho mùa hè như thế nào. Đúng rồi.
Ok. Con có 3 lời khuyên cho các em mà muốn nộp ngành Computer Science hoặc Data Science. Con nghĩ là điều thứ nhất mà con muốn khuyên đó là các em nên kiểu willing to put yourself out there và trải nghiệm xung quanh. Tại vì Computer Science nó không có chỉ giới hạn ở môn học trường, không có chỉ giới hạn là kiểu giải bài tập này bằng C++ hay là bằng Python, mà Computer Science còn có nhiều lĩnh vực khác nhau, như là Data Science, một cái lĩnh vực nhỏ, như là Crypto hay là như là Cyber Security. Con nghĩ là con khuyên các em là nên kiểu Google, YouTube thử coi là Computer Science có những lĩnh vực nào, tham gia những trại hè, tham gia những lớp học để mở rộng hiểu biết hơn, và cũng biết luôn là mình sẽ hợp với gì và mình muốn chọn cái gì. Tiếp nối cái lời khuyên con vừa nói vừa rồi là sau khi mà trải nghiệm, mình có cũng khá kinh nghiệm rồi, thì mình nên narrow down một cái subtopic mà mình muốn học là gì. Giống như con thì con hiểu là mình thích logic, mình thích kiểu toán học, mình thích kiểu draw insights từ những con số, nên con cảm thấy là data science phù hợp với mình. Nên con nghĩ là con khuyên với em là kiểu cũng bắt đầu biết là mình thích subtopic nào từ sớm. Và nhưng mà làm sao con biết subtopic nào là phù hợp với con? Tại các bạn thường là còn chưa biết là maybe I like business, maybe I like psychology, thì nhưng mà con đang nói với cái mức chi tiết hơn. Thì con đã làm hoạt động gì, reflection gì để giúp cho con lựa chọn cái subtopic luôn? Dạ, thì con nghĩ là con mới trải nghiệm những mảng rất là cơ bản như là web dev, app dev, như là data science. Hai cái nhánh kia không có phù hợp lắm với con, tại vì nó đòi hỏi chi tiết coding, còn con thích kiểu general view hơn, giống như data science hơn. Và con biết được điều đó qua, cũng như con nói là con tham gia webinar, nghe webinar, đi kiểu trải hè coding online thời đó, coi video này nọ, thì con biết được. Nên con như nãy con cũng khuyến các em là thử những câu lạc bộ, những hoạt động ngoại khóa, tham gia những cái resource online mà có sẵn trên mạng, và cũng hỏi kinh nghiệm của những chị đi trước. Lời khuyên thứ ba thì như con nói khi nãy là sau khi mà mình thử nghiệm hết rồi, sau khi mà mình chọn một cái subtopic mà mình muốn làm rồi, thì mình cố gắng tìm một cái narrative để kể về câu chuyện của mình. Giống như là con thì con bảo là mình thích explore số liệu, thích explore data để hiểu hơn về con người, hiểu hơn về xã hội, vân vân. Còn những bạn bè đi trước của con mà con hiểu hỏi từ option SSIS, thì một người bảo là mình thích học public health care để promote sức khỏe của phụ nữ, reproductive health của phụ nữ. Hay một người khác thì lại bảo là thích học psychology để promote understanding of psychology in Vietnamese. Thì mình biết là mình muốn gì và mình thể hiện mình là một con người unique như thế nào. Nó rõ là như vậy trước mặt ban giám khảo admission. Tuyệt vời. Thật ra cái why là quan trọng hơn là cái what mà mình đã làm. Và nếu một học sinh cấp 3 mà có thể ngồi lại suy nghĩ, reflect tại sao mình, mấy cái hoạt động mà mình đã làm, trải qua trong mấy năm qua, làm sao nó kết nối lại với nhau và cái giá trị cốt lõi của bản thân mình, thì khi mình đưa ra cái câu chuyện thì nó sẽ không chỉ là hấp dẫn hơn nhưng mà nó dễ hiểu hơn và, dạ, đúng rồi, đúng và rồi. Nó make sense đối với ban giám khảo luôn. Dạ thì đúng. Thì con mới bảo là sau quá trình explore around, sau quá trình mà biết là mình phù hợp với gì, thì mình đã dần dần reflect và hình thành nên suy nghĩ là tại sao mình lại muốn chọn subtopic này, điều gì, có câu chuyện nào khiến cho mình interested vào cái subtopic này hay không. Thì từ cái câu chuyện đó con mới đi thể hiện một cái what. Thì Thùy Linh thì đã từng giới thiệu một cuốn sách Project Hail Mary đối với thầy, và sau đó thì thầy tặng lại cho con. Nhưng mà con có giới thiệu một cái cuốn sách nào cho thầy đọc không? Dạ thì con nói thật thì con là một fan của những tiểu thuyết buồn, những sách buồn. tại vì nó giúp con kiểu sống chậm lại, cũng suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mình. Cuốn đó là Crying in H Mart, viết về khoảng thời gian mà tác giả của cuốn sách phải đối mặt với lại cái chết của mẹ mình như thế nào. Và
Và cuốn sách đó nó sẽ đi sâu vào kiểu tình mẹ con. Nó không có quá ngọt ngào nhưng mà nghĩ mà nó có kiểu những cái mặt ups and những cái downs của relationship mẹ con, và cả kiểu những third culture kids reconnect với lại Asian heritage của họ như thế nào. Nó là một cuốn rất là hay và rất là cảm động. Okay. Anh recommend thầy nếu mà thầy muốn đọc những cuốn sách buồn. Mà thầy phải khóc hả? Oh man, thầy không thích khóc đâu. Dạ, cuốn đó con nhớ là hình như là ông Barack Obama cũng recommend. Oh, ok. Yeah. Con biết ông khóc hay không? Ok, rất là quý có cơ hội để catch up với con hôm nay. Dạ. Và để cho con chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm và câu chuyện thú vị với mọi người ở đây. Wish you the best and stay in touch. Dạ. In Carnegie Mellon. À, cảm ơn thầy. Yeah. Em cảm ơn mọi người. Yeah, cảm ơn mọi người. Yeah. Xin chào. College Compass đang có một cái chương trình hoàn toàn miễn phí để giúp cho các học sinh có thể đánh giá được cùng với cố vấn điểm yếu và điểm mạnh của hồ sơ của mình. Ngoài ra, đội ngũ ở College Compass đã chuẩn bị một cái hồ sơ nghiên cứu về các trường top 100 tại thị trường Mỹ. Và nếu các bạn muốn nhận cái ebook đó thì nhấn vào đường link ở bên dưới ạ.